Tập 2. Không sao chứ? Tắm lâu lắm rồi. Đây là cái gì? TV. Làm sao có thể hiểu về thế giới của mấy người với tốc độ nhanh nhất? Xem TV. Cái này là điều khiển. Không hiểu chứ gì? Có cần tôi dạy cô không? Không cần. Được. Vậy cô cứ xem thong thả. Tôi ra ngoài một lát đây. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Biết đường gọi điện cho tôi rồi sao? Tôi còn tưởng anh trọng sắc khinh bạn. Vui quên lối về đó. Đừng nhiều lời, nghe tôi nói đây. Bây giờ anh giúp tôi đến chỗ ở của An Mang ngay. Xem cô ấy đã về chưa. Nếu vẫn chưa về, anh giúp tôi tìm ngay những người bạn khác. Hỏi thử hành tung của cô ấy mấy ngày nay. Vậy còn anh, vẫn ở Đạt Na sao? Đúng, tôi sẽ cố mua vé máy bay về vào ngày mai. Cụ thể về tôi nói rõ sao? Được, tôi biết rồi. Xin chào, cho tôi vé xe sớm nhất, đi đâu cũng được, càng nhanh càng tốt. Được, phiền anh xuất trình chứng minh thư. Cô còn biết tắt tiếng sao? Khó lắm sao? Không khó, không khó. Xem cái gì vậy? Cô có đói không? Thật ra là
Tôi cũng hơi đói rồi. Lát nữa tôi phải đi mua ít đồ ăn. Hay tôi mang cho cô một suất nhé. Tôi không ăn. Nghệ tộc các cô không ăn gì sao? Không ăn. Được. Tôi là con người, tôi phải đi ăn chút gì. Đây là tiền tệ nhân loại chúng tôi sử dụng. Nếu như cô đói, cô có thể cầm cái này đi mua ít đồ ăn. Thật ra tôi biết cô cũng rất thông minh. Có nhiều chuyện cô biết phải xử lý thế nào, đúng không? Chẳng phải anh định đi ăn sao? Nói nhiều như vậy làm gì? Muốn trốn sao? Chủ quán à, thế này nhé. Bây giờ anh đưa tôi đến bến xe ngay. Càng nhanh càng tốt. Được, tôi thu xếp cho anh. Ngồi đây nhé. Nhìn người đó kìa. Có chuyện gì vậy? Nhìn mặt của anh ta. Nhìn mặt anh ta đi. Nhìn đi kìa. Thế này là sao? Đáng sợ quá. Đừng lại gần. Quái vật sao? Tránh xa hắn một chút. Chuyện gì thế này? Bác Tài, dừng xe. Đừng lại đây. Bác Tài, dừng xe. Tôi muốn xuống xe. Chuyện gì vậy? Quái vật, đáng sợ quá. Alo, Tần Phóng, có nghe được không? Nghe được, anh nói đi. Tôi đến nhà ăn mang rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa về. Nhưng anh đừng lo, để tôi hỏi thêm mấy người bạn của cô ấy. Được. Anh không sao chứ? Giọng nghe lạ lạ lắm. Trước kia tôi luôn thấy đời người chỉ có đúng ba chuyện lớn: buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, buổi tối ăn gì. Sống vô cùng tẻ nhạt. Nhưng giờ tôi thấy được sống là quá tốt. Đang yên đang lành nói những chuyện đó để làm gì? Đừng làm như thế mắc bệnh nan y. Tôi cho anh biết, có khó khăn gì nói luôn cho tôi biết đi.
Không nói nữa. Ngày mai tôi còn phải bắt chuyến bay. Được. Vậy mai gặp lại. Phải chứ, mình ra nông nỗi này rồi còn phải suy nghĩ chuyện lớn trong đời là ba bữa ăn gì sao. Chào anh, anh ăn gì? Anh ăn gì vậy? Được. Được rồi. Cho qua nhờ. Anh có lấy bánh bao nữa không? Người anh em, không sao chứ? Không sao chứ? Cậu nhóc này trông cũng đẹp trai mà, sao điên điên khùng khùng vậy? Thì ra mình giống như cái chân của con ba, không thoát nổi tâm của hình tròn. Mà cái tâm này chính là Tư Đằng. Cô lại tới mua mì ăn liền sao? Lần này muốn ăn vị gì? Hải sản đi. Ngày nào cô cũng ăn cái này không ổn đâu, không tốt cho sức khỏe. Tôi thích. Nghĩ không thông suốt thì đừng nghĩ nữa. Tốt với bản thân một chút. Anh nói cái gì? Người bạn đó của cô sẽ không quay về nữa đâu. Ngày nào cô cũng ru rú trong phòng không ra, không tốt cho sức khỏe. Chắc anh ấy sẽ về sớm thôi. Sao có thể chứ? Không tin sao? Con gái các cô cứ toàn thích tự lừa dối mình. Cậu con trai này cũng vậy, nhìn thì mắt to mày rậm, sao cứ toàn làm mấy chuyện đó chứ. Chủ quán, chủ quán à, cô gái đến với tôi hôm qua vẫn ở đây chứ? Có.
Được, không ngờ anh lại quay về thật. Vậy là ý gì? Người bạn của anh vừa rồi còn nói anh sẽ về sớm thôi, không ngờ lại nhanh như vậy. Cô ấy nói tôi sẽ về ngay sao? Đúng vậy. Mời quý vị đón xem dự báo thời tiết của khu du lịch. Về rồi sao? Tư Đằng, trời có nhiều mây, từ âm 2 đến âm 7 độ. Lệ Giang mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Đằng Sung, trời quang, 22 đến 27 độ. Tây Sông Bản Nạp, trời có nhiều mây, từ 20 đến 29 độ. Thành phố Mang, mưa rào, từ 23 đến 31 độ. Đô Giang Yển, trời quang, 2 đến 9 độ. An Ninh, trời có nhiều mây, 19 đến 27 độ. Ngọc Khê, trời quang, 19 đến 30 độ. Shangri-La, trời quang, 20 đến 30 độ. Thảo Ninh, trời quang, 20. Thời tiết cũng không tệ. Chẳng phải cô nói cô không ăn gì sao? Tôi phải khiến người ta nghĩ tôi là con người bình thường. Kiểu như cô còn đòi là con người bình thường. Đừng đánh trống lảng, nói chuyện quan trọng đi. Có phải cô biết tôi sẽ về không? Có phải cô biết cứ hễ tôi rời xa cô sẽ trở nên người không ra người, ma không ra ma không? Còn ừ sao? Vậy sao cô không cho tôi biết sớm? Có thứ gì để lại ấn tượng sâu sắc hơn? Tự mình trải nghiệm chứ. Ấn tượng sâu sắc. Cô có biết mấy ngày qua tôi sống thế nào không? Tôi trốn chui trốn lủi, chỉ sợ người khác thấy bộ dạng quái quỷ này, tưởng tôi là quái vật mà đáng chết. Vậy mà cô, nếu tôi nói với anh, liệu anh tin không? Nhưng chí ít cô phải cho tôi biết. Quyền được biết tối thiểu của con người cô cũng phải cho chứ. Anh có tư cách gì mà mặc cả quyền lợi với tôi? Tư Đằng, cô đùa giỡn tôi vui lắm phải không? Tôi cho cô biết tôi không chơi nữa. Giàu khí phách đó. Nhưng việc tôi đây thích làm nhất chính là gỡ xương của người. Cô có đang nói tiếng người không vậy? Anh tên là gì ta? Được, tôi cho cô biết. Tôi họ Tần, tên Phóng. Tần Phóng. Vậy tôi cho anh biết, nếu anh vẫn muốn theo tôi, tôi phải lập rõ quy tắc cho anh. Những lời tôi vừa nói cô không nghe thấy phải không? Đi theo cô, ai thèm theo cô? Tôi nói với anh ba chuyện. Thứ nhất, giờ anh không xa được tôi. Không phải tôi không xa được anh. Cho nên trước khi anh nói không muốn đi theo tôi, phải nghĩ xem tôi có chịu để anh theo không. Tôi cho anh sống, đó là giá trị tôi dành cho anh. Vậy còn anh? Anh có giá trị gì với tôi? Cô còn nói giá trị với tôi? Đừng nói dội. Tôi cho anh 5 phút, nghĩ cho kỹ vào, xem lời nói tôi có lý hay không. Nghĩ kỹ rồi tiếp tục. Thông suốt rồi sao? Được, vậy tôi sẽ nói tiếp. Thứ hai, anh có hai sự lựa chọn: đi theo tôi hoặc là không theo. Nếu muốn theo tôi, phải nghe tôi sai khiến. Tôi hơi khó tính, thích người khác phải kính cẩn, khách sáo với mình. Tôi bày ra một ánh mắt là phải biết cần làm gì. Lúc muốn anh cười thì anh cười, không muốn anh cười, anh đừng cười. Chẳng hạn như tôi muốn anh quỳ gối, bất kể anh thật lòng muốn quỳ hay bị lưỡi dao ép phải quỳ, chỉ cần anh quỳ, tôi sẽ vừa ý. Vậy nên ý cô là muốn tôi quỳ trước cô?
Cái đó thì chưa cần. Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi. Vậy nếu tôi chọn cách không đi theo cô sẽ làm gì được tôi? Nếu không theo, giờ anh bước ra ngoài, chọn đại một hướng nào mà đi. Không đi được nữa thì đào một cái hố rồi nằm vào. Đôi bên đường ai nấy đi. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, nên không đi thắp nhang cho anh. Không cần cô thắp nhang, mẫn cả quãng đường luân hồi của ông đây. Thứ ba là chuyện thứ hai tôi còn chưa nghĩ xong. Cô vội cái gì? Vừa rồi cô nói cho tôi 5 phút còn gì? Phải dùng kính lưỡng. Phải nói Tư Đàn tiểu thư, tôi vẫn chưa nghĩ xong. Xin cô cho tôi thêm 5 phút. Được. Tư Đàn tiểu thư, mời cô tiếp tục đi. Thứ ba thì sao? Vẫn chưa nghĩ xong sao? Hiện giờ tôi không vui cho lắm. Hay anh nghĩ cách gì để tâm trạng tôi tốt lên đi. Cứ đưa theo cả chặng đường sao? Chứ sao nữa. Anh đâu? Anh Tề. Tôi dùng điện thoại của mình được không? Để làm gì? Là thế này, chúng tôi đã mất liên lạc 2 ngày rồi. Tôi nói cô biết, nếu cô dám dở trò, có tin tôi giết chết cô ở đây không? Có phải cô sợ người nhà và bạn của Tần Phóng không tìm thấy hắn sẽ báo cảnh sát không? Đúng vậy. Vậy nên tôi nghĩ vài hôm nữa sẽ gửi tin nhắn cho bạn anh ấy. Như vậy có thể kéo dài thời gian cho chúng ta, cũng có lợi cho việc đi tìm Triệu Giang Long. Đưa cho cô ta đi. Chúng tôi vào rừng nguyên sinh Đạt Na chơi. Ở đây hình như không có tín hiệu. Điện thoại của Tần Phóng cũng bị rơi hỏng. Anh ấy nói xuống núi mới liên lạc với anh. Thân. Vậy tôi lên xe trước đây. Cô gái này không đơn giản đâu. Tạm thời không thể động đến cô ta. Cậu tìm ai? Chào bác. Xin hỏi bác là mẹ của An Mang phải không? Muộn vậy rồi sao chưa ngủ? Mất ngủ. Ngủ không được. Tôi thấy cô gái đó kỳ lạ lắm. Rảnh rỗi cứ nói chuyện với cây phiêu hương đàn. Cô ấy quả thật rất kỳ lạ.
Khi nãy anh nói gì? Phiêu hương đằng. Đúng vậy, chính là cây phiêu hương đằng đó. Bao nhiêu tiền? Tôi mua. Mau lên, mau dập lửa đi. Bên này. Mau lên. Bên này. Nước tới rồi. Mau lên, đưa cho tôi. Đi bên này. Chuyện gì thế này? Nhưng chúng tôi không dám qua đó. Đúng vậy. Phải làm sao đây? Hy vọng là không sao. Làm sao bây giờ? Nguy hiểm quá, không được. Mau lên, nước, mau lên. Chạy bên đó, đừng chạy vào trong nữa. Trong đó nguy hiểm lắm. Bên này không có, mau lên. Bên này, đi theo tôi. Trong đó có ai bị thương không? Không biết nữa. Trong đó còn bao nhiêu người? Cầm đi. Còn biết đem nó ra sao? Thật không ra gì. Có thể tùy tiện chơi với lửa sao? Cô có biết một khi lửa cháy nguy hiểm thế nào không? Sẽ gây ra án mạng đó. Ở đây đừng đi đâu hết. Tôi đi dập lửa đây. Anh Đông, anh Tề, các anh hãy tin tôi. Thiên Châu chắc chắn còn trong tay Triệu Giang Long. Hắn bị thương nặng như vậy, chạy đi đâu được chứ? Dù chúng ta phải tìm khắp bệnh viện Đạt Na, cũng phải tìm cho ra hắn. Đi thôi. Thật sự xin lỗi. Anh báo với tôi thiệt hại, bên tôi sẽ bồi thường, được không? Được. Như vậy trước đi.
Tần Phóng, anh có ước mơ không? Ước mơ? Tôi có ước mơ gì chứ? Con người sống trên đời cũng phải có mục tiêu, có một hy vọng. Ước mơ của anh là gì? Ước mơ của tôi là chưa từng đưa An Mang đến Đạt Na. Đó không tính. Gương dở khó lành, sự thật không thể thay đổi. Đó gọi là nằm mơ, không phải ước mơ. Từ Đằng tiểu thư, cô biết rõ còn hỏi phải không? Cô nghĩ hoàn cảnh hiện giờ của tôi còn có tư cách hoặc tâm trạng hứng thú để bàn về ước mơ sao? Theo cô nói, đó không gọi là ước mơ, mà là nằm mơ. Tôi muốn được tự do hít thở. Tôi muốn sống sót rời khỏi cô. Tôi muốn làm người lại từ đầu. Tôi không cần ẩn nấp giống con chó như vậy. Tôi làm được sao? Được. Cô có ý gì? Trước đây tôi từng nghe qua truyền thuyết, một số đồng loại của tôi quả thật có thể cứu loài người, chỉ là phải trả một cái giá thật đắt. Vậy cô nói sao mới làm được? Không biết, vì đó chỉ là truyền thuyết. Vậy cô nói những chuyện này có ích gì? Nhưng nếu truyền thuyết là thật, loài người được cứu không khác gì với người thường. Không khác sao? Vậy tại sao tôi lại như vậy? Muốn biết tại sao không? Tại sao? Vì tôi là nữa. Thật ra chuyện tới nước này, ngay cả chữ nữa cũng chỉ là tự mình lừa mình thôi. Có câu: tóc là phần thừa của máu, răng là phần thừa của xương. Tôi là ký chủ xương máu, anh là ký sinh răng tóc. Sức lực tôi hao tổn, sao anh có thể thoải mái được? Vậy nên ước mơ của cô là gì? Mỗi một luồng không khí ở đây tôi đều không thích. Tôi muốn quay về, quay về nơi thật sự thuộc về mình, bắt đầu làm lại bản thân hoàn chỉnh. Sư phụ, có nghệ tộc thật sao? Trước đó không phải người nói là giả sao? Sư phụ có khi nào gạt con không? Đã nói với con, quyền môn chúng ta có lai lịch ghê gớm. Con còn không tin, sáng mắt ra chưa? Tin rồi, tin rồi. Bên dưới là cái gì vậy? Thằng bé ngốc, bị ngã bây giờ. Có cây thân leo thật sao? Sư phụ, không phải người nói có cách đánh nghệ tộc sao? Đừng sợ, chỉ là một cành cây thôi. Đứng ở đây cho ta. Không được qua đây. Đúng, chỉ là sợi dây leo thôi mà. Sư phụ, phù hộ con, phù hộ cho con. Con đứng yên ở đây, ta xuống dưới xem thử. Đứng yên đó đó. Sư phụ, sao người lại lên đây rồi? Cái này không phải nghệ tộc bình thường. Sư phụ của sư phụ cũng từng căn dặn, một khi xuất hiện tình trạng này phải đi mời thầy Lý Chính Nguyên đến giúp đỡ. Phải, thầy Lý Chính Nguyên. Thầy Lý Chính Nguyên của trường Trường Minh. Trường Trường Minh. Nghệ tộc chạy đi đâu?
Đừng kêu, cái thằng quỷ nhỏ này. Nói đi, có gì tôi giúp được không? Năm chuyện. Năm chuyện nào? Thứ nhất, bao nhiêu năm rồi thế giới này trở thành thế nào? Việc gì nên làm, việc gì không nên làm? Tôi muốn cố gắng hiểu các anh. Không phải tiết mục truyền hình nào cũng đáng xem, nhưng vẫn rất có ích. Thì ra từ lúc cô vào khách sạn đã âm thầm quan sát rồi. Đúng là không lãng phí một giây một phút nào. Tôi biết rồi. Chuyện đầu tiên đã không cần tôi nữa. Chuyện thứ hai thì sao? Chuyện gì cũng tự làm, quá tốn thời gian. Có những chuyện cần người khác đi làm. Người này phải đáng tin tuyệt đối, chấp hành kỷ luật, chấp nhận thân phận của tôi, giữ bí mật cho tôi. Không phải tôi sao? Nếu có lựa chọn khác, tôi không muốn dùng tới anh. Tôi nghĩ trên đời này có lẽ không ai muốn giúp cô hơn tôi đâu. Vậy cô nói xem, chuyện thứ ba thì sao? Ngon không? Con ăn từ từ thôi. Không ai giành với con. Không được ăn cái này. Tại sao vậy? Con còn chưa ăn no mà. Chuyện gì cũng phải lo nghĩ trước sao? Sư phụ mang theo còn có ích. Để làm gì? Ăn tiếp đi. Ăn đi. Ông chủ, tính tiền. Cậu Dương của núi Trường Minh. Hello, xin chào, tôi tên Dương Càn Khôn. Cầm đi. Tôi là Nhan Phúc Thụy của Tinh Dân Cát. Chào mừng đến núi Thương Thành. Mong ngóng nhiều ngày, cuối cùng đã đợi được cậu. Phải rồi, bức thư tôi viết cho thầy Lý Chính Nguyên, thầy ấy đã nhận được chưa? Tôi nhận được rồi. Lý Chính Nguyên là thầy của thầy tôi. Nhưng ông ấy đã qua đời nhiều năm trước. Vậy Tư Đằng đó phải để cậu giải quyết rồi. Cô muốn đến núi Thương Thành sao? Đúng. Được, tôi giúp cô tìm tuyến đường. Càng nhanh càng tốt. Thể nghĩ đến kể từ bây giờ, có bao nhiêu người vì tôi mà nuốt không trôi. Đúng là tuyệt lắm.